Uno bắt đầu mình tưởng là nhỏ hơn cỡ 90, 94, 92 lúc đó đó. Nhưng mà mình cứ kêu em mình ghẹo không mà. Rồi bây giờ ekip nói là mình nhỏ tuổi hơn. Bây giờ mình đoán thử nha. Cỡ nếu mà ekip nói vậy thì chắc chắn Tuấn thì từ năm 88 thì có thể là 86, 87 không? Phải trừ đi nữa. À, cái số 8 đằng sau này cắt một nửa đi. Cười hả? Không, cắt chiều dọc, cắt một nửa chiều dọc. 83 hả? Yeah. Ôi. Và tình trạng gia đình anh tới thì gia đình sao? Mình có vợ và hai nhóc rồi. Ủa rồi gia đình trẻ đều vậy luôn hả? Trẻ đều luôn. Bố mẹ là cũng vậy luôn. Yeah. Vậy là do gen rồi, chứ đâu phải là ngậm ngãi từ nhỏ đâu đúng không? Ôi, 83 tuổi. Đâu, hình như là bằng tuổi. Hả? Sinh năm 83 không phải 83 tuổi. Đúng. Sinh năm 83. Ôi. Mình cũng đang định hỏi là ủa, Uno, em vô cái ngành rap này mới đây hay là lâu chưa đã định hỏi vậy á? Hỏi chắc mang dục luôn á. ít người biết á. Nếu như là tự nhiên các bạn tới bất ngờ thì Dương sẽ đoán. Nhưng mà tự nhiên cái anh trợ lý anh lại hỏi là chị đoán anh Dũng. Nó bỏ cái chữ anh vô. Và là đoán anh Dũng bao nhiêu tuổi thì cái người này mình phải đưa cái số tuổi lên cao. Đoán chơi thôi. Nhưng Dũng thì rất là trẻ nhưng kêu chị đoán chứ bỏ chữ anh vô là phải là hàng sắc mí 30. Đó, tại bỏ chữ anh vào 30, 30, 30. Nếu mà không có chữ anh thì chị đoán có khoảng 24, 25, 29, 30 sát mí. Kêu anh lần hả? 40 rồi chị à. 40 luôn hả? Anh 40. Tại vì cái cười lên này, cái đây có bùn nhăn á. Bùn nhăn, cho nên là mình với lại đặc biệt ca sĩ thì mình không có nên nói cái số tuổi. Mà em 32 tuổi trợ lý kêu bằng anh là nó phải cao rồi. Đó.